Một người phụ nữ tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh khi mà di chuyển sang quận nhất không đeo khẩu trang và điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình giấy tờ tùy thân vừa bị công an phạt 2,6 triệu đồng vào ngày hôm qua. Nhưng điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh của chị này dậy sóng trên mạng xã hội vì biện minh cho hành vi không tuân thủ quy định phòng chống dịch. Dạ em hỏi này, rồi sao chị không đeo khẩu trang? Khẩu trang ở đây nè, nhưng mà nó tại sao không đeo? Chỉ là không đeo. Hay là đeo vô chị cảm thấy nó khó chịu? Đúng rồi, em cảm giác em khó chịu. Nhưng mà cái đó là ý thức cộng đồng, chị bảo vệ cho cộng đồng nữa chứ, lỡ chị lây lan dịch bệnh cho cộng đồng rồi sao? Cộng đồng, nhưng mà em cảm thấy em ngợp thì em có cảm thấy sao? Là chị đi ra đường cái đúng, em cảm thấy em rồi rồi nó lây virus cho chị, chị lây cho về cho lây cho cháu rồi sao? Đúng không? Chưa có virus đâu. Chị... em đeo em cảm nhận em thấy em ngợp. Em đeo không có được. Còn anh đeo em cảm thấy em đeo mà không ngợp em cứ đeo. Bệnh như thế này mà vẫn còn những người vô tư như vậy thì cả một cộng đồng có cố gắng khéo chỉ vì họ thôi mà dịch bệnh cứ kéo dài rồi cứ dai dẳng mãi. Còn ở Hà Nội thì chúng ta cũng đang trong giai đoạn mang tính chất quyết định để chặn đứng dịch bệnh khi mà tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc của chỉ thị 16 lần thứ 2. Để thực hiện mục tiêu này thì nhiều giải pháp được đưa ra, nhiều thói quen của người dân buộc phải thay đổi. Chính quyền đã áp dụng việc phát phiếu đi chợ cho người dân là 3 ngày một lần để hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà. Nhưng vẫn có tình trạng một số hộ bán hàng ở phía bên ngoài khu vực chợ dân sinh truyền thống không được phép kinh doanh, không đảm bảo yêu cầu an toàn và phòng chống dịch bệnh. Em chỉ đi vào đây em ơi. Có sao không chị? Em vào không được gì. Hé cửa hoặc mở ra để người vào rồi nhanh chóng đóng lại. Người mua, người bán ở bên trong. Ừ. Không tấm ngăn. Không giãn cách. Em thấy gì em cứ chui vào đây em ơi. Cứ vào thoải mái đi. Em cứ vào thoải mái. Có những thời điểm 4 đến 5 người cùng trong một không gian hẹp và kín. Khổ quá, đi mua hàng được khổ quá. Thoải mái. Mua hàng đi ăn chợ. Thế, chẳng đi vào trong chợ. Cái này có đầy phiếu đi chợ, có mua vào đâu. Nó quen rồi, cứ quen rồi. 11 rưỡi, 12 giờ, 6 giờ tối, không được chui chứ. Cứ mở lên bán tự do thôi. Nghỉ ngay cả vé hết rồi. Không canh cùng mình nữa. Một số tiểu thương cử người cảnh báo ở ngã tư đường. Ngay cạnh đó chưa đầy 50 mét, chợ dân sinh thành công. Phiếu đi chợ được phát cho người dân một tuần 3 lần trước khi vào chợ nộp phiếu, đo thân nhiệt, sát khuẩn. Những hộ bên ngoài không có giấy phép hoặc từ các địa phương khác đến thì tạm dừng hoạt động trong thời gian giãn cách. Chúng tôi không thể đủ lực lượng trực chốt 24/24 giờ được. Trên là vẫn không biết bằng cách nào đó, vẫn có một số những cái người ở nơi khác đi vào được phường. Thế thì chúng tôi cũng mong rằng là các cái chốt trực ở phía ngoài thì các đồng chí làm chặt hơn thì cái lượng người ra vào thành phố nó sẽ đúng theo quy định. Bởi vì lực lượng chúng tôi là trực đã trong hơn 15 ngày hôm nay đều trực từ 5 giờ sáng cho đến 18 giờ tối rồi. Có chốt là trực đến 22 giờ đêm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thành Công cho biết phường có 27.000 người dân, hơn 7.000 hộ gia đình, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa lớn. Vì cái diện tích nhỏ nên không thể đáp ứng được 100% cho các cái hoạt động kinh doanh, mua bán, bản thân người dân không thể mua được hết ở trong chợ, chợ không thể cung cấp hết được. Thế thì mới sinh ra nhà nước mới cấp ra các cái giấy đăng ký kinh doanh để người ta kinh doanh theo quy định pháp luật. Còn với những trường hợp mà kinh doanh không đúng quy định thì cơ quan chức năng là phường, là các đơn vị, là các lực lượng chức năng sẽ xử lý. Đây là hình ảnh khi có sự kiểm tra của lãnh đạo phường. Các cửa hàng nhanh chóng đóng cửa. Những người bán hàng rong cũng vội vã rời đi, người mua hàng cũng chạy theo. Thực tế là những trường hợp vi phạm như trong phóng sự vừa rồi có lẽ cũng không nhiều lắm. Bởi đa phần ý thức của dân ta cũng đã thay đổi tích cực rồi. Với các bà nội trợ thì việc phải thay đổi thói quen đi chợ cũng không phải là ngoại lệ. Chợ Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Thời gian hoạt động từ 3 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Với những người làm công việc nội trợ như bà Đỗ Thị Lan Hương, từ hơn nửa tháng nay, việc chủ động thay đổi giờ giấc sinh hoạt để đi chợ 3 ngày một lần và đi chợ theo ngày chẵn lẻ được ghi trên phiếu cũng đã trở thành thói quen. Thời gian đi chợ là phải cho nó hợp lý. Hai nữa là mình phải suy nghĩ làm nào mà ăn những gì mình ghi ra tờ giấy, tránh trùng hợp các ngày với nhau cho nó đủ dinh dưỡng cho cả gia đình. Không chỉ những người mua hàng mà cả những người bán hàng và ban quản lý chợ cũng đã chủ động hơn trong việc đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và nguồn cung hàng hóa. Mục đích là không để xảy ra tình trạng các mặt hàng bày bán trong chợ, hôm thì thừa, hôm thì lại thiếu. Chúng tôi chủ động không làm ồ ạt ra mà để tồn đọng hàng,
Ngoài ra là chúng tôi luôn phối hợp cùng với ban quản lý để biết được lượng khách vào ra như thế nào để điều chỉnh hàng hóa cho nó ổn định. Chúng tôi đã kết nối Zalo với ban quản lý các chợ nằm trên địa bàn của quận Nam Từ Liêm, thiếu các mặt hàng gì thì bổ sung kịp thời. Còn những mặt hàng thừa thì chúng tôi sẽ điều chỉnh để cho các hôm tiếp theo không còn thừa nữa. Còn ở quận Tây Hồ, chợ Nhật Tân chỉ hoạt động vào buổi sáng. Ngoài quy định người dân đi chợ 3 ngày một lần, phiếu đi chợ ở đây còn ghi rõ hai khung giờ đi chợ là từ 6 giờ đến 7:30 và từ 7:30 đến 9 giờ hàng ngày. Căn cứ vào số lượng phiếu đi chợ thu được hàng ngày, ban quản lý chợ và chính quyền địa phương cũng đã có kế hoạch cụ thể để chợ hoạt động hiệu quả trong thời gian giãn cách. Căn cứ vào số lượng phiếu thì chúng tôi có liên hệ với các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị một mặt bằng là nhà văn hóa của phường để đáp ứng trong tình trạng nếu có F0, F1 xảy ra tại chợ. Cùng với các giải pháp do chính quyền địa phương triển khai thì sự chủ động linh hoạt của các bà nội trợ để có thể thích nghi được với những bất tiện không mong muốn cho việc đi lại mua sắm hàng ngày là rất cần thiết. Bởi có giải quyết tốt vấn đề này thì nhu cầu dinh dưỡng cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình mới được đảm bảo. Các biện pháp phòng chống dịch ở các chợ dân sinh mới được siết chặt trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Vâng, thói quen là những việc lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Vì thế việc thay đổi thì phải có mục đích rõ ràng, cũng giống như là đi chợ vậy. Đi chợ ít thì các chị em ít buôn dưa lê hơn, đỡ gặp nhau nhiều thì hạn chế dịch bệnh lây lan. Và không chỉ thói quen của mấy bà nội trợ đâu, mà ngay cả những người bán hàng thì cũng phải thay đổi. Và quý vị cũng hay thấy là mấy cô bán bún hay là bán rau thì cái túi ni lông mà khó mở quá thì hay thì giật giật như này xong rồi thổi phù vào đấy. Còn giờ thì đeo khẩu trang rồi thì phải nhúng tay vào nước để mở. Chứ nhỡ may mà người đó mà mang mầm bệnh mà thổi như vậy thì thôi khách hàng khéo là cũng lây bệnh ngay. Đấy là ở chợ thôi. Còn ở chung cư, nơi mà có rất nhiều người dân sinh sống thì tại đây người dân cũng ngày càng tự giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Mỗi lượt thang chỉ chở một người hoặc một gia đình. Đây là quy định khi đi thang máy của chung cư này. Cư dân cũng tự nguyện đóng góp để mua một số máy đo thân nhiệt, sát khuẩn tự động, tránh tình trạng nhân viên bảo vệ phải tiếp xúc với quá nhiều người để kiểm tra. Đối với chung cư thì thang máy là cái khu vực mà nguy hiểm nhất, có nhiều nguy cơ nhất. Nếu như có những người khác nhau, từ những gia đình khác nhau thì sẽ nhường nhau đi theo từng lần một, tránh được cái tình trạng là tiếp xúc lẫn lây nhiễm chéo. Các thành viên tổ giám sát cộng đồng tại khu chung cư này cho biết, đợt dịch này công việc của họ bớt hẳn đi. Đây là điều rất đáng mừng, cho thấy cư dân đã nắm vững và rất tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch. Chúng tôi hỗ trợ ban quản lý thông tin update thường xuyên đến cư dân qua những kênh Facebook, qua những kênh Zalo và chúng tôi lập những cái nhóm Zalo của từng tòa nhà để thông báo nhanh nhất thông tin có thể cho cư dân. Còn tại một chung cư trên địa bàn huyện Hoài Đức, những ngày này, tấm phiếu đi chợ là vật không thể thiếu với mỗi người dân. Em đi đâu em? Mình xuống lấy đồ. Em có thẻ không? Mà mình quên mang thẻ. Lên lấy hộ mình thẻ nhá. Khi xuống ra khỏi nhà mình là phải có cái thẻ thì mình mới ra được ngoài nhà. Với tấm phiếu này, mỗi căn hộ có một lượt ra ngoài mỗi ngày theo khung giờ cố định. Quy định khắt khe ban đầu tưởng chừng không thể thực hiện được, nay lại được cư dân ủng hộ rất nhiệt tình. Mình cảm thấy là không bất tiện, tại vì là đồ ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn cho cả một tuần. Việc hạn chế ra ngoài như thế này là cảm thấy là rất an toàn cho mình, cho bản thân mình, cho gia đình, cho cả cái tòa chung cư. Khu chung cư có 5 tòa nhà với gần 1.650 hộ dân. Hiện mỗi tòa chỉ còn một lối ra vào duy nhất. Các thành viên chốt kiểm dịch đôi khi kiêm luôn cả nhiệm vụ trông hàng cho cư dân, bởi tất cả hoạt động giao hàng phải thông qua chốt, không cho phép shipper vào khu vực sảnh hoặc lên tận căn hộ như trước kia. Thì tổ đã có 5 chốt kiểm soát cư dân ra vào và đề nghị cư dân là thực hiện đúng theo chỉ thị giãn cách xã hội, giãn cách giữa người với người, nhà với nhà, tòa với tòa, tổ dân phố với tổ dân phố. Tổ văn số 3 là một trong những tổ dân phố mà có các thành viên của tổ viết đồng hoạt động hết sức hiệu quả. Các cái mô hình quản lý, kiểm soát người ra vào hết sức là chặt chẽ. Và tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này trên địa bàn xã, ở các tổ dân phố khác và các cái địa bàn dân cư. Theo các chuyên gia, đối với các khu chung cư, nếu làm tốt công tác phòng ngừa thì dịch bệnh sẽ rất khó xâm nhập, bởi đây là các cộng đồng khép kín, mỗi người dân đều có trách nhiệm thực hiện giám sát và sự an toàn của những người xung quanh cũng chính là an toàn cho mỗi người, mỗi gia đình. Có những thói quen, hành động đơn giản trong cuộc sống tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất lại rất cần thay đổi trong mùa dịch bệnh như thế này. Và chắc chắn quý vị cũng đồng tình với chúng tôi rằng nhắc đi nhắc lại,
cũng không thừa. Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau hay đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.